Hầu hết chủ cửa hàng hoa không biết đến điều này nên họ không thể cạnh tranh và ngày càng vắng khách. Chào các bạn, mình là Lý đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một bí quyết quan trọng mà nếu không biết, các chủ cửa hàng hoa sẽ khó có thể cạnh tranh và ngày càng ít khách. Lý do thứ nhất, các bạn không tối ưu hoạt động kinh doanh. Nhiều chủ cửa hàng hoa không tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, dẫn đến chi phí vận hành cao và lợi nhuận thấp. Họ không theo dõi chi tiết về chi phí trong quá trình hoạt động, từ đó không biết đang bị chi quá ở chỗ nào và nên tập trung chỗ nào để tăng hiệu quả. Hàng tồn kho thì không kiểm soát được, gây lãng phí. Cách khắc phục đơn giản là bạn hãy sử dụng phần mềm quản lý hoặc Excel hoặc Drive để tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí do các bạn quản lý được chi phí ra vào. Nguyên nhân thứ hai, các bạn thiếu kế hoạch marketing hiệu quả. Nhiều chủ cửa hàng hoa không có chiến lược marketing rõ ràng, khiến việc thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ trở nên khó khăn. Đôi khi họ tiết kiệm tiền quảng cáo, nhưng lại không chăm chỉ quảng bá sản phẩm của mình trên các nền tảng xã hội. Bạn hãy tận dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok để quảng bá sản phẩm. Chạy quảng cáo nếu cần để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng. Tập trung nhiều vào khâu hình ảnh giúp sản phẩm bắt mắt và tạo sự thu hút đối với khách hàng. Nguyên nhân thứ ba, chưa đầu tư đúng mức vào chất lượng sản phẩm. Sản phẩm luôn là xương sống của doanh nghiệp. Chưa đầu tư đúng vào chất lượng sản phẩm kém chất lượng sẽ không thể cạnh tranh với các đối thủ có uy tín. Bạn hãy hợp tác với các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo hoa và nguyên liệu được nhập theo xu hướng và chất lượng cao nhất. Nếu cảm thấy chất lượng sản phẩm chưa được như ý, bạn hãy đầu tư một khóa học để tự tin làm được những sản phẩm tốt nhất, cập nhật mẫu mới phù hợp với xu thế của thị trường. Nguyên nhân thứ tư, bạn thiếu đổi mới và sáng tạo. Khách hàng luôn tìm kiếm những sản phẩm mới lạ và độc đáo, đặc biệt đối với ngành hoa. Nếu bạn không đổi mới, bạn sẽ bị tụt hậu. Bạn hãy tham gia vào những khóa học bó hoa nâng cao, tìm hiểu xu hướng mới và áp dụng vào sản phẩm của mình. Thứ năm, dịch vụ chăm sóc của bạn bị kém. Khách hàng sẽ không quay lại nếu như họ không phục vụ tốt, đặc biệt thời điểm hiện nay đang có quá nhiều đơn vị phục vụ. Bạn hãy tập trung vào chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng và đặc biệt, shop nào có nhân viên, bạn cần có quy trình chăm sóc và lấy ý kiến phản hồi của khách hàng liên tục để có sự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi có quy trình lấy ý kiến, nhân viên cũng sẽ chú ý hơn vào việc chăm sóc khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong chuỗi khám phá bí quyết kinh doanh hoa các bạn nhé. Đừng quên, nếu có thắc mắc gì, các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.